Ba hôm nay em chuẩn bị đóng cây để gửi cho cả nhà đây. Đây là hẹn mai con nha. Rồi đây, mai con của bên vườn mai nhà em á thì sẽ vô một cái bao lưới như vậy nha. Nè, lại phụ đi chứ giờ vô không nổi rồi. Đây. Rồi cái này là đóng giảo Thủ Đức nha. Đây bên em đóng rất là kỹ nha cả nhà. Chúng ta xỏ dây cột rất kỹ luôn nha. Đây. Cột rất là kỹ luôn nha. Cho nên là nhiều khi nó chỉ do cái dụng chỉ nhiều khi nó gãy mấy cái nhánh nhí nhí hoặc là mấy cái lá rụng thì cả nhà cũng thông cảm nha, chứ thật ra bên em cột rất là kỹ luôn á. Cái này thảy dữ lắm luôn, nó mới bị bung ra, còn dây em cột vậy là không bao giờ bung ra luôn nha. Rồi cả nhà chờ nhận cây của em nha. Đây, cái này là do cây mai này nó quá lớn cho nên là tụi em thêm một cái bao ở trên nữa để bảo vệ lá nha. Phụ đi nè. Rồi, cái này là do cây quá lớn nha. Cái lô mai này quá lớn luôn. Đây tụi em bên tụi em rất là kỹ luôn nha. À, để bảo vệ cái lá ha. Tại vì cái cục mai này nó quá cao, cao cỡ thước mấy luôn à. Rồi. Quá hoành tráng luôn nha. Cây này em bán có 12.000 thôi, quá rẻ luôn. Nhưng mà em cũng hết rồi, giờ chỉ còn hàng 6.000 với 7.000 thôi. Rồi đây, xa xa bên kia là cũng có đống hàng cây bên kia đây. Rồi. Mình đi là tại vì có em gửi mình có từ ngoài Bắc á, là khoảng 4